làm việc hăng về mẹ mắng, ở nhà vợ dày con no la, lại thêm cả áp lực doanh số. Thì chẳng có làm thủ khó, giờ thời gian nào đâu có cho, làm sao để mang về thêm số. Xin luôn mong nơi em là tăng thêm bao nhiêu đô la, 200 mẹ với anh là vẫn thiếu, khiến em luôn đau đớn khi làm là luôn mong cho nhanh ra hợp đồng. Nhưng xem hay lắng nghe em này, xin sẽ thương em sẽ không dục hoài. La 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 la, xin sẽ thương em đừng ở thâu, xin sẽ thương em đừng phạt tiền. La 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 la, xin sẽ thương em đừng phạt lì. Giờ em đi làm mọi người không về nhà, mong ước là được xong quota, ghen tức như người ta, uống trà đá vào lottery à. Làm xong ca mà lương tăng gấp ba, thì em đây không kêu ca, tăng bao năng suất mà vẫn không thấy gì. Thật thà em chỉ muốn xếp thứ tha, chứ mãi thế này thì em đây sẽ ra thầy mà. Không còn nào để thoát là em ra mà. Đi cày đều là đi cày đều, không lâu bầu thế lại nghe dục thầu. Đi cày đều là đi cày đều, không lâu bầu thế lại nghe dục thầu. Bao nhiêu năm em đi làm cũng chỉ ước có chiếc xe ô tô, nhưng lương chỉ mua được xe số. Hôm nay không ra tin đầu, mai ra giao ăn chế bài, chắc em về sớm mua xe thô. Xin sẽ thương em sẽ không phạt tiền. La 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 la, xin sẽ thương em đừng phạt tiền. Là tiền đi ngay. Hai ba, xin chấp thương em. Xin chấp thương em đừng phạt. Xin chấp thương em đừng phạt tiền. Máy chạy. Nói được.